Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình phá game tin nha. Chúc các fan man and Stevie there. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Slender Trina 2D. Play, mở đi. Let's go. Một chiếc chìa khóa. Bắt đầu vào trong căn nhà nào. Căn phòng đầu tiên. Sang căn phòng thứ hai. Wow. Oh my gosh. Ok, tiếp tục nào.
số 2. Oh man. Vào đây trước đi. See you. Wow. Và ta càng lúc càng xuất hiện càng nhanh. Rồi, mình sẽ vào đây. Chu vào đây đi. Số 5. Không xuống được. Oh my god. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Brand New Chapter 2. One day. Ok, mình sẽ lên trên tầng 2 này. Ở đây xem có gì không? Không có gì. Tí mình sẽ mở ra. Oh my gosh. Ok, mình sẽ lấy chiếc khóa trên người ông ta. Mở cái cửa ra nào. Let's go.
let's go. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh man. Thì bà ta xuống đây luôn, cho nên là mình không thể chạy nào chạy được. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Hall of Slender. Rina. Let's go. Trên là tầng 2. Một chiếc chìa khóa. Let's go. Không có gì ở phòng này. Mình sẽ sang phòng kế bên. Mẫu giấy đầu tiên. Phải để ý một chút. Thì mình sẽ lên trên tầng 2 và các bạn sẽ đi tìm tất cả là 8 món 8 màu giấy. Thì khi đủ 8 màu giấy các bạn sẽ hoàn thành được game và sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Silent Hill House of Horror. Let's go.
Oh my god. Ok, qua rồi. Còn Lex. Lex, let's go. Go to the main door. Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Granny, Chapter 1. Mở đây ra. Ở đây không có gì. Không có gì luôn. Mình sẽ đi ra cửa đằng sau. Let's go. Oh my god. Wow. Và tao phát hiện ra nhanh thật. Đang định đi lấy khẩu cung tên. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sirenia SCP 6789. Bắt vào lên. Proceed. Skip. Xe mình đang hỏng ở đây.
đến tòa nhà kia, nhưng mà như kia là si đến hia. Đúng rồi. Không phải. Là bóng điện thôi. Ngôi nhà này không mở được cửa. Tôi không ba phải đi tìm một một chiếc máy ảnh. Để chạy ra ngoài xe xem có gì không. Không được rồi. Xe này cũng hỏng luôn. Cũng không sang được đường bên này. Đấy, chỉ có xung quanh đây thôi. Ngôi nhà này không bảo được. Ngôi nhà này sao cũng không được. Cũng không được à. Không được luôn. Thế thì lấy máy ảnh ở chỗ nào nhờ. Wow. Đây rồi. Không được. Không có gì đây. Chết rồi, oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Glani, Evin. One day. Thank you.
chỗ rồi. Sợi dây thì công tắc ở đây mới bật ra rồi. Gosh, rồi sẽ chết luôn. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.